Đây mình đi một vòng cho bà con coi đúng không ạ, trong kia bự hơn nữa nè, bao nhiêu nè, thiếp không đó. Cây này nó 29 tháng thì tao không tin đâu. Đó. Mà phải làm từ đầu, thế mình làm từ đầu nữa nó còn khác nữa. Nó đã sừng một thời gian rồi. Như cây này nè, cây này là mình cho bói được nè. Mua sinh kiên ha. Đó, năm nay mình sẽ tập trung rất là nhiều trong mua sinh kiên. Thì bà con gần xa là nghe với nhà đồn thổi là cây mua sinh kiên nó sượng, nó tệ lắm. Rồi đem chặt bỏ đống bỏ hết. Nhưng mà có một số người kiên định á, người ta làm là người ta kiên định, người ta chết sống với cái đó thì người ta sẽ thành công trên đó thôi mấy bạn. Nên mình sẽ cùng nông dân trồng mua sinh kiên năm nay thành công trên cái mua sinh kiên này, mình hứa một điều như thế đó. Mấy bạn nhìn nè, đó cành nè, nó to như thế này, cái này dọn được rồi, dọn sơ sơ được rồi, ngày anh không dọn nó cũng chết nè. Có cái nhánh trên này, nó gặp nhau nó chết rồi nè đó. Còn sơ sơ được rồi. Tháng 11 nó ra bông gió. Nó ra bông gió thời tiết á. Có thể đây giờ trái chơi được. Nè. Đẹp ghê hồng á bạn. Mà cái tiết đọt này là hơi yếu quá nha. Tiết đọt này đang hơi yếu đó. Nhưng mà cây nó bắn đọt nè. Đó. À. Khiếp không? Mà còn thấy khiếp không? Lúc trước nó dằn. Nó dằn que hết. Nó dằn hơn 80%. Nhưng hiện tại phục hồi đó. Hiệp hay nói là mình có những sản phẩm tốt trong tay rồi đó, thì mình làm cái sầu riêng nó đẹp, nó rất là dễ đó. Thì bây giờ phân thuốc nó tiên tiến rồi, ai làm cái sầu riêng đẹp nó cũng dễ, thật sự là gì. Nhưng mà cũng có rất là nhiều người người ta đầu tư, đầu tư rất là mạnh nhưng mà cây nó cũng không lên đó. Nó hơi nghịch lý chút xíu là như thế đó. Nào cái này lớn kinh khủng thiệt, lớn dữ thiệt. Cực kỳ không các bạn. Rất là biết cái đỉnh. Không, cây này tháng 11 cho anh làm được rồi, cho anh làm mới được rồi. Nhưng mình thu lại được rồi. Đó, đang mình coi cây sầu riêng nhân mỹ cho mới này, mua sinh kim này. Nó có sườn hay không ha. Hôm nay Hiệp sẽ cố gắng là hứa với bà con ở đây là sổ nhị dứt điểm mình sẽ xuống một lần. Già trái chạy lên là hột gà là mình xuống một lần nữa. Già trái khoảng 55 ngày mình xuống một lần nữa. Mình xuống liên tục để cho hôm nay thành công. Cực kỳ đẹp. À, mấy bạn. Ôi nó dài tới như sao nó đều gan phân phát hết. Nè. À, làm cái sầu riêng đẹp rất là dễ nha. Mình có sản phẩm trong tay, sản phẩm chuẩn trong tay là rất là dễ. Nó lớn rồi mình giật mình luôn mấy bạn. Nè. Không ngờ nó lớn như thế này luôn. Cái đầu lớn đó rất là kinh khủng, tức là nó gấp 3 lần lúc trước, gấp 3 gấp 4 lần lúc trước mình trước khi mà mình đưa sản phẩm vào cái vườn này. Đó, kinh khủng không? À, mà nhân Mỹ, khu vực nhân Mỹ chợ mới này ha. Những cái vườn khách hàng của mình như thế này thì dễ kiếm, nhưng mà xung quanh mà con thấy người ta không chịu đầu tư và người ta đầu tư không tới không đúng thuốc á, kiếm được như thế này nó khó lắm nha. Đó mà mình đầu tư rồi, mình đầu tư bài bản rồi, nó qua cái đốt bệnh rồi. Thì sắp tới đây, sắp tới là chi phí nó rất là nhẹ. Nó đã qua đốt rồi, nó lớn, nó khỏe rồi. Nó có hệ rễ dưới rồi. Rễ nó khỏe rồi, cây nó ổn định sinh lý rồi. Thì mới bằng chăm cái sóc cây sầu riêng này rất là nhẹ tiền. Tại bị bệnh mà. Bị bệnh mình chữa bệnh xong. Rồi hết bệnh rồi, nó khỏe rồi. Mình ăn lại lớn. Là cái chuyện tất yếu rồi. Các bạn thấy không? Cái ca lấy đột mọc thân của mình á. Mình nói mình cho dùng rồi. Mình cho dùng ca lấy đột mọc thân rồi. Thì mình sẽ cập nhật những cái giường. Mình dùng cái lấy đầu mọc thân cộng với ọt cái nếp Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đây ọt nếp Thổ Nhĩ Kỳ là mình đã phục hồi cái vườn này rất là đẹp. Nó sau này mình bổ trợ thêm cái canh lấy đầu mọc thân nữa thì bà con thấy nó đi đọt, đi đọt. Đây nè, nhìn nè. Đó. Mình đi cây nào nó cũng gì hết, và cái lá nó xanh bóng nè. Dưới cái nắng như thế này cây này xanh xanh bóng lộng luôn, nhìn những cây bên kia này. Đó và mình đi từ đầu bờ vô cây nào mình cũng lia cho bà con mình coi hết. Đó. Nó phải như thế.
nó cùng một quy trình, cùng một người chăm sóc và cùng một phân thuốc, một quy trình hết, thì nó phải như thế này đều hết. Lớn ghê thiệt à, ghê hồng thiệt. Những cái này là cho bói được rồi nè, giữ sức rồi nè. Cái cây này thí dụ như tháng 10 mình, tháng 11 mình cho làm trái thì bắt đầu tháng 9 mình bà gãy lăng cái. Để xong bỏ cây đó bỏ, cây sau mình làm trái mình gãy lăng lại cái nữa. Đẹp tuyệt vời luôn. Có những cây nó nặng quá là mình chết mình thay nè. Cái cây này thay phải không? Cây này nặng quá, nặng là thay nè. Rồi bạn thấy không? Cái này cũng 9 tháng trước là cây bà lớn đó. Cây bà lớn đó, mọi giờ nó lớn vậy đó. Cây 9 tháng trước mà bị lớn này. 9 tháng sau. Đó. Tại vì một cây đọt nó ra tới 2 tấc lận. Để ý đi, nãy cây đọt nó ra gần 2 tấc lận. Hơn 2 tấc lận. Thì một cây đọt nó lớn cỡ nào? Nó đều cái hồng. Quá đẹp. Mà mình hay nói là năm nay mình sẽ phát triển như Mỹ chợ mới này và mình đặt ở đây một đại lý nhỏ ở đây ha, để cùng bà con ở đây phát triển trên cái cây sầu riêng này. Tại vì nhân Mỹ chợ mới này đất nó tốt là thứ nhất, chợ mới đất tốt, thứ hai là mình có nguồn nước, mình không bị mặn giống như là Vĩnh Long, Bến Tre và đặc biệt là Tiền Giang đó. Thì tại sao mình không phát triển đó? Tại vì chưa có người thành công trên cây sầu riêng này thì người ta không dám phát triển. Còn những có những người đi đầu như thế này thì người ta sau này người ta sẽ làm theo, nhà người ta thành công trên đây người ta sẽ mang ơn mình đi đầu, mình hướng dẫn người ta lại đó, người ta sẽ rất là mang ơn mình đó. Thời cuộc bây giờ thời cuộc làm kinh tế rồi đó, thì mình thấy là làm được thì mình chắc ăn mình sẽ làm được, trừ khi nguồn nước mình nó mặn, đất tốt nước ngọt nó mà mình không trồng thì rất là dở. Mình giá trị kinh tế trên cây sầu riêng thì bà con biết rồi đó. Hiệp đã làm những vườn 100 tấn, 200 tấn, 50 tấn, 30 tấn là bình thường. Và 5-7 tấn là vẫn làm bình thường. Hiện tại trên Đắk Lắk là 80.000, 85.000 một ký. Những vườn có những vườn Hiệp làm là 250 tấn. Có những vườn 50 tấn, có những vườn 3-mấy tấn là bình thường. 3-mấy tấn là tầm trung đó. Thì giá sầu riêng như thế này mà mình không chuyển đổi thì mình làm gì đây? Đúng xài đang chuẩn bị là trồng sầu riêng là ha. Bữa đó hỏi thăm lên. Vậy có gì mình cứ giúp người ta. Mình cứ giúp người ta. Bây giờ chứ không phải như hồi xưa là xài thuốc, xài phân thuốc xé nhãn nữa. Không phải như hồi đó nữa. Rồi, ok ha. Quá đẹp. 10 điểm luôn mấy bạn. Đẹp. Nhìn cái đọt nó nâu nè, cái đọt nó ra. Mình nhìn nè. Nách mà nó ra như thế này. Nách mà nó ra hơn 5 lá. Cái gì mà chịu nói. Nè. Còn cái ngọn nè. Nó ngọn như thế này. Cái gì mà chịu nói. Và tuốt ở trên nè. Đó. Rồi ok. Quá đẹp.